con chàng đây đâu làm quen. Lối qua nhà em nghe giọng nàng vui xa lý thật thơm. Vì em sang đớm đớm đông đưa nàng đã mừng thương. Vì đang tháng khuya lắc khuya lơ đèn nhai thắp sớm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.